chào tất cả các em khối 9 của trường Trung học cơ sở Chu Văn An. Hôm nay chúng ta cùng nhau thực hành bài 7, trình bày thông tin bằng hình ảnh. Các thao tác cần biết. Cô yêu cầu em xem lại thao tác trong bài 10. Về bài tập, em thực hiện bài tập 1, sách giáo khoa trang 96. Mục đích của bài tập là chèn được hình ảnh vào trang chiếu, sắp xếp lại các trang chiếu. Cách thực hiện: thực hiện thao tác trên PowerPoint. Bài tập 2, sách giáo khoa trang 97. Mục đích của bài tập là sắp xếp bài trình chiếu. Cách thực hiện: em thực hiện thao tác trên PowerPoint. Bài tập 3, sách giáo khoa trang 98. Mục đích của bài tập là kiểm tra kết quả. Các điểm cần lưu ý khi làm bài: về phông chữ, tiêu đề em tự chọn, nội dung phông Times New Roman, cỡ chữ tự chọn, với cỡ chữ phần nội dung phải từ size 28 trở lên. Về màu chữ, em cũng tự chọn, màu chữ cần tương phản với màu nền. Dặn dò: chuẩn bị bài 11, tạo các hiệu ứng động. Chúc các em thực hành tốt nhé!